Ây da, một đống luôn. Còn cái này nữa, cái này cái thứ sáu nè, nó nghe nhảy vụn sụn đó, nhảy vụn sụn đó. Ôi da, hai con chà bá đó, nó nhảy cũng mình cái lợp chứ. Hai con chà bá này các bạn. Nhà ngày nay tiếp tục mình đi thăm lập ếch nha các bạn. Hôm nay mình đặt lập ếch thêm mấy cái đè, cái gọc, cái bào luôn nè, thêm mấy hầm luôn nè. Sáng người ta mặn quá trời luôn. Rồi mình đi nha. Lỡ ngang đây. Thăm cái đầu tiên. Rồi chất quất. Không có gì trơn. Đầu tiên chất quất. Cái thứ hai. Bây giờ cái hai chất quất luôn. Coi chừng các bạn ơi, này chắc chất quất coi. Chỗ ngon không sao không có ta. Này đừng con bự nha các bạn. Đó. Ơi, ơi, ơi. Chà quá trời, hết trời. Nó bị nói luôn á. Nè. Nó bị nói luôn nha các bạn. Rồi để đây đi qua thăm cái kia. Dính nó bị nói luôn. Đi, chết quất. Cái hầm ngon quá ngon. Cái cá lóc lắm. Năm cái mới còn. Cái hầm này ngon quá. Bịch quá bịch. Rồi lấy nha, cái con còn ít kìa. Rồi mối chà bá. Mấy con các bạn ơi. Dạ. Mình thấy là con một. Nguyên cánh đồng người ta trồng ớt không? Quá trời nhiều người mặn à. Rồi thăm tiếp. Còn cái này nữa, cái này cái thứ sáu nè.
nó nghe những giọng sộn đó, những giọng sộn đó. Ôi da, hai con chà bá đó, nó nhảy rung lên cái lợp chứ. Hai con chà bá nè các bạn. Ngách quá to luôn, ngách quá to. Rồi 6 cái được 3 con. Được 3 con bự không? Con gì vậy? Cá lóc hay gì? Cá lóc những táp ta. Mấy dạ này cho có cá lóc. Nhìn thấy ngon quá. Chiều nay đi cầm câu coi. Thôi đi thăm tiếp. Sáng tao mặn quá trời luôn. Chứ sẽ trồng ớt mà. Này ruộng ớt. Bằng đỏ động chứ. Các bạn được có 3 cái con, nhờ cái này ít nó bự chứ đừng gắn này nó quá trời nhảy à. Đợi nhảy xuống, nhảy lên người cha xuống. Rồi, nó chà bá luôn nha các bạn. Nè. Ghê bự không? Nó. Được 2 cái, 3 cái. Dạ, đúng lửa. Rồi cái này mới giữ nè. Nhờ đừng gắn, quá trời nó vậy chút mỏ. Ra có hết 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 rồi nha. Rồi được mấy con các bạn, được có bao nhiêu nè? Có 6 con ếch với 3 với con rắn nước. Rồi thôi, hẹn lại giờ nay chắc đi đặt tiếp tục luôn á. Chào tạm biệt các bạn nha.